Rồi. Cái bài số 11 này á, thật ra là chúng ta có thể là sử dụng hàm hlookup. Các em có thể sử dụng hàm hlookup cũng được nha. Thầy chỉ em hai cách luôn. Ví dụ như ở đây các em thấy ở đây mình lấy được hai cái từ bên trái đúng không các em? Ví dụ như mình dùng hàm hlookup. Đúng chưa? Mình dùng hàm left đúng không? Mình dò lên cái bảng này F4 lấy hàng thứ 2 phải không? Đúng chưa? Rồi, nếu ở đây thì lấy tên sản phẩm thì không có vấn đề gì rồi, không có khó gì hết ha. Rồi. Ở đây người ta kêu chúng ta đọc theo đề nè. Phụ cấp ha bằng số lượng nhân với đơn giá hoàn thành một sản phẩm. Ha. Rồi, đơn giá cho mỗi đơn vị sản phẩm á thì được dựa vào bảng này. Ha. Và ký từ đầu tiên, nghĩa là dựa vào hai ý đầu tiên á, chúng ta vẫn dựa vào cái mã này luôn. Nhớ nha. Ý thứ hai là mình phải dựa vào cái ký từ đầu tiên bên phải là ký từ số 1, số 2 nè các em. Đúng không? Nghĩa là đây là dàn dò hai chiều luôn. Mấy bạn đứng dưới đừng ồn. Đúng không các em? Ha. Ở đây không dùng hàm index được, tại vì ở đây các em thấy ở đây nó đâu có giống được đúng không? Ha. Và ở đây cũng không dùng hàm max được luôn. Đây. Ở đây á, yes. Đó. Mấy bạn đừng có ồn. Mình vẫn dùng hàm hlookup luôn. Bây giờ hãy copy này cho nhanh nha các em. À, nhưng mà ở đây á, các em lưu ý các em hlookup thì ở đây mình đã lấy cột đầu tiên trước là hàng đầu tiên trước là hàng thứ mấy? Hàng thứ ba đúng không các em? Nhưng mà vẫn chưa đúng, mình mới lấy được một loại hay đúng không? Đây là phụ cấp đó nha các em. À, mình sẽ dùng if ở đây xóa cái hàng kết quả đi, h là hàng nha. Mình sẽ dùng if nếu ký từ cuối của cái này là dùng hàm gì? Right. 1. Mà nếu mà bằng 1 á thì mình lấy hàng 3 sẽ lấy bằng 1 nha. Ngược lại lấy hàng 4 đóng ngoặc vậy thôi á. Chứ. Nhưng mà lưu ý ở đây mình mới có phụ cấp, mình chưa làm xong, mình phải nhân với gì nữa, đọc đề nha. Nhân với số lượng. À, số lượng nhân với này. Đó, mình gà tính tổng đi thử nhé. Rồi ở đây á có một số bạn là muốn dùng hàm index thì không được, các em lưu ý nè. Nếu mà các em muốn dùng hàm max và index á thì ký từ cuối của cái này nè nó mới trùng với win cái này luôn. Nghe thầy nói lại nè, nếu muốn dùng hàm max thì ký từ cuối của cái này nó phải trùng. Giả sử ở đây người ta ký số 1, ở đây ký số 2 thôi thì mới được. Nhớ nha. Được chưa? Rồi, hoặc là đây các em, nếu mà các em muốn dùng hàm index thì có một bạn muốn hỏi index thì thầy chỉ luôn. Hàm index là giống như là cái dạng tham chiếu hai chiều á. Các em coi nhé. Nhưng mà hàm index bảo đảm chỉ các em sẽ thấy khó hiểu. Các em thấy ở đây nha, thầy có một cái bảng. Các em thấy ở đây nó có từ một cái bảng, nó có hàng và cột không? Các em thấy hàng không? Hàng trước cột sau, thấy cái chữ column với row không các em? Không? Coi nha, ví dụ như thầy chọn như vậy. Ví dụ như đầu tiên thầy có một cái bảng như vậy. Thấy chưa? Coi nha. Thầy có một cái bảng như vậy, thầy nói nghe mọi người nghe thầy nói nè. Thầy chọn từ đây nha, tập trung. Thầy chọn từ chỗ này trở đi. Ở đây sẽ là hàng 0 cột 0 nè. Hay là hàng 1 cột 1. Tại vì nếu mà học trong công nghệ thông tin á thì bắt đầu từ 0 nhưng mà Excel nó bắt đầu từ 1. Mọi người nghe cái này hơi khó hiểu chút nè. Ở đây là chính là hàng 1 cột 1 nè. Hàng 1 cột 2 đúng không các em? Nhìn hiểu không?
thầy đang di chuyển con chuột đó, hàng 1 cột 3, hàng 1 cột 4, cuối cùng hàng 1 cột 5. Tương tự xuống đây là hàng 2 cột 1 đó, nó tham chiếu ở dạng vậy á. Giả sử thầy lấy cái này, ở đây em thấy là hàng thứ 3 đúng không, cột mấy, cột 2, hàng 3 nha, cột 2, hàng trước cột sau nha. Em thấy nó ra lực số 2 không? Đây nè, nè thấy đây không các em? Hàng mát này phải giải thích từ 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 chứ biết luôn là các em hiểu. Hàng 2 cột 3, à, xin lỗi, hàng 3 cột 2, hàng trước cột sau. Rồi giả sử ở đây các em đọc cho thầy là hàng thứ mấy. Tính từ đây nha, tính từ đây 1, 2, 3, 4 đúng không? Cột 4 luôn đúng không em? Rồi ở đây coi nha, bây giờ thầy viết ở đây nè, hàng 4 cột 4. Đó, các em thấy ra số 8 phải không? À đúng rồi nè các em, đúng không? Rồi, các em đừng có ồn, cái này hơi khó hiểu nên thầy giải thích từ từ. Các em hiểu Hamas là gì chưa? Nó mình chọn một cái khối, nó tham chiếu theo cột và hàng. Được chưa? Được chưa? Cứ đếm, mình cứ đếm, à còn mình chọn từ đâu? Nghe nói nè. Mình chọn từ chỗ nào thì cái đó là chính là cột 1, hàng 1. Nhớ nha. Mình kéo qua bên đây thì nó tăng lên. À, thật ra cái dạng như vậy gọi là ma trận á. Nó trong tại số tính thì nó gọi là ma trận. Mà nếu mà các em học lại số tính thì nó sẽ có gọi cái này là ma trận. À, đây. Bây giờ mình nếu mình dùng hàng mát, cái nếu mà viết bằng hàng mát nó phức tạp lắm. À, thường thường người ta dùng hàng V lookup hoặc là một cái H lookup kết hợp với hàng mát, chứ không ai những người mà chỉ nguyên cái này thì viết nó phức tạp lắm. Thế thì coi nha, bây giờ thầy viết nè, các em coi nha. Đầu tiên thầy tìm hàng trước, tại vì hàm index là hàng trước cột sau đúng không các em? Thầy tìm hàng trước. Nếu mà dùng hàm mát tìm hàng là chọn theo cột hay chọn theo hàng các em? Chọn theo cột thì trả về hàng đúng không? Hàm mát là chọn theo cột và trả về hàng. Cái này là thầy chỉ thêm thôi nha. À, rồi bây giờ coi nha, bây giờ thầy lấy ký tự cuối con này thầy dùng hàm gì? Rồi. Nhìn phức tạp lắm nha. Nên thầy không chỉ khách này là gì vậy. Rồi. Thầy chọn từ đây. Thấy chưa? F4 phải không? Nhưng mà cái này vẫn chưa xong nha các em. Biết tại sao không? Biết tại sao mà nó lại không giá này không? Các em còn nhớ lấy thầy nói cái này nè. Nó là kiểu số, mà ở đây bây giờ thầy lấy cái như vậy là nó là kiểu chuỗi đúng không các em? Đúng không? Thầy muốn đổi thành kiểu số. Nè. Rồi tập trung tập trung. Các em thấy ký tự cuối này số 2 không? Ở dưới đừng ồn. À, ký tự cuối là số 2. Mà số 2 tìm đây là hàng 1 nè, hàng 2 nè, hàng 3 nè, hàng 4 cột 4, thấy không? Thấy chưa? Để thầy kéo cái này xích qua đây đi. Rồi, thầy mới được tìm được hàng thôi đúng không em? Lại tìm cột tiếp, thấy phức tạp không? Nên đó là lý do tại sao hồi lấy bài kia thầy không có chỉ các em dùng hàm index này đó. Rồi bây giờ tìm cột nè. Cũng tương tự như vậy luôn. Dùng hàm mát tiếp. Phức tạp không các em? Nếu mà thầy nói rồi, nếu mà các em viết càng nhiều hàm thì càng phức tạp, đúng không? Không, nên là không cần như vậy đâu. Mình lấy hai cái từ bên trái của cái này. Dùng hàm gì các em? Lép. Coi nha. Tập trung được cái gì? Thầy lấy hai cái từ bên trái của cái này. Hàng 2 nè. Được chưa? Coi nha, thầy chọn ở bên khối này. Thầy chọn một hàng đúng không? Chọn hàng thì chạy về cột đúng không các em? Có nhớ không? Đó. F4 phẩy 0 đúng rồi. Đó. Thầy tìm được cột rồi đó. Nè các em thấy ở đây nếu mà nó nè, thầy kéo xuống nè. Các em nhìn đây nè, nếu mà
thầy nhân với cái phức tạp không em? Phức tạp quá luôn. Rồi tính tổng thử nha. Các em thấy nó giờ giống nhau không? Nhưng mà cái này dễ hơn hay cái này? Cái này đúng không em? Đó, cái này là do hồi lấy bàn kia tại sao em muốn học hàm index đó, thầy dùng hàm index thấy phức tạp không? Trừ khi đề thi bắt các em làm index nha. Nhưng mà giả sử như vậy thì nói luôn, giả sử thực tế hai chiều này á các em, hai chiều này nó có 15 trường hợp, bên đây cũng có 15 trường hợp luôn, thì lúc này là phải dùng hàm index, đúng không em? Dùng ít đâu có nổi đâu, đúng chưa? À, thường thường á người ta không có dùng hàm index. Nếu mà cho dù bên đây có 15 trường hợp, bên đây có 20 trường hợp gì cũng không sao, mình cứ dọn một chiều thôi, còn bên chiều này mình dùng hàm mask là được rồi, đúng không em? Đúng không? Nên khỏi cần dùng hàm index, index cho phức tạp, đúng chưa? Rồi bây giờ ai muốn tham khảo hàm index thì chụp cái này cho thầy cái đó. Rồi chụp đi rồi thầy chặn cái này thầy không yêu cầu nha, không yêu cầu. Nhớ là tìm hàm mask thì tìm theo cột thì trả về hàng, tìm theo cột thì trả về hàng, một cột á, ha, à, tìm theo hàng ngang thì trả về cột, nghe nó hơi ngược đúng không em? Nghe hơi ngược được một chút. Có nhiều người nhìn đây là dối luôn á, không biết biết sao tại sao vậy luôn, đúng không em? Đó, thầy nói rồi nên thành thầy rất thường thường á. À, thầy sẽ chỉ cho các em những cái nào mà dễ làm trước, còn ai muốn làm mà cao siêu hơn á thì cứ cũng được ha. Rồi giờ đến tiền thưởng nha, và là đây thầy chỉ yêu cầu các em dùng hàm như vậy thôi nha. Rồi tiếp tục nha, thưởng nha. Ở đây các em, ở đây người ta ghi như vậy, nếu mà nghe thầy nói nè, nếu các em gặp dạng vậy á, nếu mà ai bình thường á, các em sẽ biết là nếu nghe nói lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn dùng n đúng không? Nhỏ hơn và bằng 500. Ha. Nhỏ hơn bằng 500. Cái nhỏ hơn 500 thì được 0, 0 đồng. Vậy là phải dùng và đúng không các em? Rồi. Nếu mà sao? Lớn bằng 500 và nhỏ hơn 750 là dùng and tiếp. Trường hợp còn lại không cần xét nữa thì các em đưa bài. Nhưng mà các em viết ngược lại bài nè các em. Các em khỏi cần dùng and luôn, các em viết như bài nè. Coi nha. Nếu các em đi từ dưới lên, nghĩa là đi từ cái điều kiện cuối cùng lên. Nếu lớn hơn 750. Nếu hơn gì ta? Số lượng sản phẩm nha các em. Số lượng sản phẩm lớn hơn 750 phải không? Từ để hay có cái trên nha, trên là lớn hơn đúng không em? Không thì được 200. Rồi 200.000 đúng không em? Rồi nếu tiếp tục nè, nếu mà lớn hơn, nếu mà thỏa này thì được rồi. Vậy là không thỏa cái này thì có phải là nếu mà mình xét tiếp là nếu mà lớn hơn 500, nếu không phải cái này chắc chắn nó phải nhỏ hơn 750 đúng không em? Nếu không phải cái dưới nè thì ở đây mình chỉ cần xét nếu mà lớn hơn, à, lớn hơn bằng 500 đúng không? À, từ 500, nếu mà thầy ghi như vậy nghĩa là từ 500 mà nhỏ hơn 750 rồi, à, nên ở đây thầy sẽ ghi như vậy. Số lượng luôn nha, lớn bằng 500 à, thì được nhiêu với em? 100.000. Các em thấy là ghi cách này á, thầy không cần dùng ít, à, dùng hèn đúng không các em? À, trường hợp còn lại là không. Đó, các em viết như vậy cho nó gọn nhé. Đó. Các em thấy ra kết quả giống rồi ha. Mà là viết theo cái điều kiện ở dưới mình không cần dùng hèn nhé, nhớ nha. Rồi thanh tiền thôi, câu này tự làm, tính tổng cộng tự làm nhé.
Rồi bây giờ các em làm cho thầy bài này nhé.